Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất tổ năm 2020. Ngày hội hiến máu Giọt hồng đất tổ năm nay đã thu hút gần 500 cán bộ, đoàn viên, hội viên thuộc công đoàn viên chức tỉnh, hội cựu chiến binh và đoàn thanh niên khối các cơ quan tỉnh đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức đã tiếp nhận 333 đơn vị máu, góp phần quan trọng trong việc chủ động nguồn máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu điều trị cho người bệnh.